Dạ vâng, cửa hàng nông cơ Huy Hòa xin kính chào toàn thể các anh quý vị có mắt nhé. Địa chỉ cửa hàng tại thôn 8 xã Đức Bút So, huyện Tuy Đức, tỉnh Đắk Nông, số điện thoại 0354392929. Và số đó thì cửa hàng chúng em có sử dụng Zalo và cửa hàng chúng em thì có ship code toàn quốc luôn các bác nhé. Vâng, và hôm nay thì cửa hàng chúng em lại giới thiệu cho các bác xem một máy cưa Estin MS180C các bác nhá. Đây 180C này. Con này sản xuất năm 2002 các bác nhá. Một Estin có tích hợp cho các bác là chụp giật trợ lực siêu VIP chất lượng luôn. Về các bác giật nổ rất là nhẹ nhàng. Đây con này thì cực kỳ cao rồi. Em nghĩ là 2002 nó cũng quá cao để thường thường nhập về chỉ khoảng 9 mấy rồi các bác nha. Con này được vặn trực tiếp bằng hai ốc lam khóa 19 cực kỳ chắc chắn luôn. Đó, lam xích của con này thì nguyên zin nguyên bản các bác nhá. Nó chỉ bị chóc sơn thôi, còn lam của nó thì đảm bảo cho các bác là đẹp nguyên, chưa hề có biểu hiện tè đầu hay là móp méo gì cả. Sử dụng còn rất là ok các bác nhá. Đó. Nó chỉ bị nước sơn của dòng Estin thì nó quá là dở luôn các bác. Cây lam của nó về các bác chỉ cần cách một mạch hai mạch là bắt đầu là cái nước sơn của dòng Estin, kể cả lam mới cũng vậy thôi, nó sẽ bong chóc ra hết các bác nhá. Nên là về nói chung là tít từ năm 2002 đến giờ thì cũng không thể mong muốn hơn là cây lam nó sẽ còn nước sơn nguyên vẹn được, đúng không các bác? Còn tổng thể cây máy quan trọng là cây máy nòng hơi nó thế nào đấy. Còn con này thì đảm bảo cho các bác nòng hơi thì đảm bảo đẹp nguyên, thắng xích sử dụng đầy đủ nguyên này các bác. Quay cho các bác xem qua về bên trong nội thất của cây máy nha, để cho các bác tiện có thể tin tưởng nhất cửa hàng chúng em đặt hàng cũng như cho nó dễ. Này, máy móc tất cả nguyên zin nhá, nòng zin này, điện zin này, bình xăng con zin nguyên bản hết, bô zin này, dập nổi Estin các bác nhá. Một chiếc máy siêu siêu VIP luôn các bác. Và con này thì cửa hàng bán với giá là 3.300.000. Cửa hàng chúng em miễn phí ship và tặng kèm đồ nghề. Bộ đồ nghề bên em là gồm một típ mở buji, một chiếc rũa và một tô vít chỉnh các bác nhé. Các bác nào mà đã thấy cảm thấy ưng ý con này rồi thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Số điện thoại thì đã để trên màn hình rồi các bác nhé. Hoặc là các bác nào sử dụng Zalo thì hãy kết bạn qua Zalo cho em. Đó, cửa hàng chúng em thì miễn phí ship toàn quốc. Các bác ở đâu thì cửa hàng chúng em có thể ship được hết. Rồi, cửa hàng chúng em xin phép giật test nổ con này cho các bác nghe qua tiếng máy luôn nhé. Máy móc thì cửa hàng chúng em đã căn chỉnh cũng dọn tất cả con này rồi. Thật nhẹ cái là nổ, dậy nhạy nhẹ cái là nó nổ thôi. Con này thì lam của nó là nó hơi ngắn các bác nha, 35 phân. Đó, cho các bác nào mà còn các bác nào mà muốn lên lam dài hơn thì phụ cho cửa hàng chúng em xíu tiền thì cửa hàng chúng em sẽ lên lam dài hơn cho các bác nhé. Còn tổng thể cây lam này của nó thì có sao thì cửa hàng chúng em bán vậy, nguyên zin nhập về mà. Đấy, nói chung là con này thì rất là phù hợp cho các bác nào mà thích leo trèo, hay leo trèo trên cây, hoặc là các bác nào mà về điêu khắc gỗ ấy, hoặc là các bác nào mà muốn cắt tỉa nhánh đồ linh tinh thì các bác nên lựa chọn với dòng lam ngắn như thế này các bác nhé. Đầu nó là đầu nhọn cực kỳ tiện lợi luôn, điều khắc gỗ thì rất là VIP rồi. Đấy, tổng thể của một con máy cưa nòng 38 ly, phù hợp cho các bác sử dụng gia đình hoặc là về cắt sử dụng chuyên nghiệp thì các bác nên tham khảo những hệ như thế này các bác nhé. Bởi vì hệ như thế này thì các bác sử dụng thì nó quá là chất lượng rồi. Estin em nghĩ là không còn cái hãng nào có thể qua được hãng này nữa rồi các bác nhé. Đấy, về chịu lực cho các bác rất là tốt, về các bác đôi khi các bác về sử dụng cả ngày không có xi nhê gì luôn. Đó, và cửa hàng bán với giá là 3.300.000 miễn phí ship rồi. Các bác nào ưng ý con này thì hãy nhấc máy ngay và liên hệ qua cho em để đặt hàng. Ôi, cửa hàng chúng em xin chào các bác, hẹn các bác video sau.